nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái chỗ chỗ mình làm việc nha các bạn. Đây là cái nơi mà chỗ mình làm việc. Lần trước mình có quay một cái video là mình về quê để nhà mình đang chuẩn bị xây một ngôi nhà nhỏ để ở, và hôm nay mình đã trở lại với công việc của mình. Mình thì hiện tại mình đang làm ở trên Bình Dương, và bữa nay là được nghỉ lễ cuối tuần, và mình sẽ đưa các bạn đi tham quan cùng chỗ nơi mình ở nha. Đây là thành phố mới Bình Dương này các bạn ạ. Đây là buổi trưa rất là nắng nóng luôn, nhưng mà kiểu là chủ nhật á, mình thì mình ở nhà nên mình tranh thủ ra đây để quay lại những cái gì đẹp nhất cho các bạn coi này. Đây là cái đường mà thành phố mới ở Bình Dương của mình, hiện tại chỗ mình đang ở này, cảnh rất là đẹp luôn. Những cái hoa giấy mà những chú cắt tỉa cành, cắt tỉa những cành hoa thật là đẹp và gọn gàng luôn. Nay nó nở bông rộ rất là đẹp luôn nha, hoa giấy này á. Đây là cái chợ nhỏ này, chợ nhỏ mà tự phát sinh á nha các bạn ạ. Đây, hiện tại chúng mình đang ở này. Và mình thì mình đi làm Bình Dương ở trên này thì mình làm được 7-8 năm rồi các bạn ạ. Mình cũng chưa về quê nữa. Nay mình mới có dịp mình quay lại những cái cảnh ở nơi mình sinh sống để cho các bạn coi. Cuộc sống ở đây thì nó không có giống như ở thôn quê. Thôn quê thì nó rất là yên tĩnh, còn đây rất là ồn ào và tấp nập luôn. Cuộc sống ở công nhân thì kinh tế nó vẫn ổn định hơn ở quê, nhưng mà nó khá là vất vả. Bởi vì ở trên này rất là bon chen luôn. Cuộc sống thì lúc nào cũng có người ghét người thương, rồi ganh đua ở trong công ty rất là nhiều luôn. Đó, đây là cái cảnh mà ở chỗ mình đang sinh sống đấy các bạn. Chỗ Hạ Minh này. Cảnh rất là nhộn nhịp. Và hôm nay là ngày chủ nhật nên cũng ít người ta đi làm, còn vô ngày bình thường như thứ hai đến thứ sáu là rất là nhiều người đi làm luôn. Bởi cái chỗ này là khu công nghiệp V-Ship 2 của Bình Dương, thành phố mới Bình Dương đấy các bạn ạ. Đó, cuộc sống ở đây tấp nập. Hoa bữa nay nở rộ rất là đẹp luôn. Đây. Đó, xe đi lại rất là đông. Và đi lại rất đông. Mình thì thuê phòng trọ ở đây thì cũng khá là rẻ. Có chỗ vô khu trung công nghiệp thật sự thì nó cũng hơi mắc một chút, 2 triệu, 3 triệu, 1 triệu, 2 triệu rưỡi gì đó. Còn chỗ mình thì có mấy trăm thôi, 800-900 à. Nên vừa với cái túi tiền mình. Ôi, video giới thiệu về cái cảnh và cuộc sống ở chỗ mình hiện tại của Hà Minh đang ở đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào trong những video tiếp theo nha. Anh chị nào mới đến video mới của Hà Minh thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Hà Minh, để Hà Minh có thêm những video mới và hấp dẫn hơn nha.
Xin chào và hẹn gặp lại.